Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ đã tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Cẩm Mỹ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong giai đoạn 2015-2023, hoạt động công đoàn huyện đã từng bước được nâng lên về chất lượng, quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động được bảo vệ. Công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được tổ chức thường xuyên phong phú, có tính chất giáo dục sâu sắc, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, đã góp phần nâng cao nhận thức của công nhân viên chức lao động. Hàng năm số lượng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động được học tập, quán triệt, tuyên truyền đạt tỷ lệ trên 90%. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng và thực hiện đạt nghị quyết đề ra. Đại hội đã bầu 14 đồng chí ưu tú vào ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Bùi Hoàng Lâm tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu tái cử chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.